Xin chào tất cả anh em, mình là Chiến. Hôm nay lên giao lưu với anh em hai cái bút Dufour hiệu Parker. Dufour Parker thì có lẽ là mình đã giới thiệu với anh em khá là nhiều rồi, nhưng có một cái đặc biệt của ngày hôm nay. Những chiếc Dufour của mình hôm nay nó có một cái đặc điểm khác. Chiếc Dufour này thì anh em đã có một vài xem một vài phiên của mình để giới thiệu. Nó là một chiếc nó khá là cơ bản. Đây là một trong những dòng bút chuyên khí. Cái nét của nó rất là đẹp. Parker Dufour nó là một trong những cái phiên bản cao cấp nhất của dòng bút Parker. Những cái chiếc nhựa như này nó rất là đẹp. Điều quan tâm hôm nay là mình muốn giới thiệu với anh em một chiếc nó khá là đặc biệt, đó là một chiếc xanh lục như thế này. Chiếc màu nâu đỏ giá là 11 triệu, chiếc màu xanh lục giá là 12 triệu. Xanh lục tại sao nó lại đắt hơn một chút như thế? Bởi vì anh em có thể nhìn thấy cái dòng chữ ở đầu này. Nó là một trong những phiên bản đời đầu của dòng Dufour. Dufour thì xuất hiện năm 1987 và nó được ra đời để chuẩn bị kỷ niệm 100 năm năm 1988, bởi vì Dufour thành lập năm 1888 và kỷ niệm 100 năm là 1988. Thì đây là một trong những cái phiên bản như thế, phiên bản đời đầu. Và nó có chữ là Dufour đây. Phiên bản này nó cũng là phiên bản Dufour. Tuy nhiên thì những chiếc phiên bản đời sau thì nó sẽ không chuyện. Những phiên bản đời đầu thì nó sẽ chuyện. Anh em có thể nhìn thấy cái bút nó có sự khác biệt ngay. Trên cái ngòi bút nó cũng là Dufour. Và nó đều bằng vàng 18K. Ở đây mình có thể mở chiếc bút này. Về cơ bản thì sắc thái nó tương đối giống nhau, tuy nhiên về họa tiết thì những chiếc Dufour có chuyện này trông nó có vẻ nét của nó đẹp hơn, bố trí hài hòa hơn. Đây là cái ruột mực dùng một lần, và nếu mà anh em nào muốn mua cái ruột mực bơm thì cũng khá là đơn giản thôi, bởi vì ruột mực này khá là tiện dụng, rút ra một lần là được mà. Cái ngòi này bỏ đi, chỉ cần cắm vào là sử dụng được, cũng như kể cả là ngòi bơm hay là ngòi thường. Đó. Đặc biệt anh em thấy cái màu xanh lục nó rất là đẹp. Cái họa tiết của nó cũng khác. Ví dụ như họa tiết ở cái thân này. Họa tiết là thân to, thân nhỏ này. Cái này thì là đều nhau này. Đó. Biểu tượng hình mũi tên này rồi, rất là đẹp. Và giá giao lưu của chiếc xanh lục 12 triệu và giá chiếc nâu đỏ là 11 triệu. Về lịch sử, thực ra thì chơi những cái chiếc bút như này thì anh em cũng phải có tầm và đều là những người biết chơi rồi. Bởi vì thực ra một cái bút mười mấy triệu như thế này cũng không phải là đơn giản để anh em bỏ ra. Nó là một trong những cái nhận diện thương hiệu để khi anh em đi ký hợp đồng hoặc là họp hành ở những nơi quan trọng, hay đơn giản nó chỉ là một trong những cách để nhận diện thương hiệu, bởi vì đôi khi đi làm việc thì cũng cần có một cái phong thái nó sang trọng và dùng những cái đồ dùng nó lịch sự. Chơi đến bút là nói chung là một bộ môn nó cũng khá là tinh tế rồi, nó còn hơn cả bật lửa và đồng hồ rất là nhiều, kính cũng vậy. Vâng, xin cảm ơn anh em.